Viên cũng là thành viên của hội đồng nội vụ, có nghĩa là trưởng ban và ban trị sự của các hội đoàn, ban ngành và phong trào là những thành viên đương thời. Và xin chúng ta coi trang số 10 cũng như là xem email, và nếu chúng ta chưa nhận được email đến từ anh Hùng thì xin cũng liên lạc với anh Hùng để nhận được, hoặc chúng ta cắt cái tờ giấy này ra trang số 10 để chúng ta có thể tự ứng cử, hoặc là chúng ta đề cử những gương mặt rất là tốt thân quen của giáo xứ. Và con cũng nói nhỏ thôi chứ anh Hùng không có nghe, chúng ta cứ tự nhiên, muốn đề cử tiếp tục anh Hùng thì cứ tự nhiên. Và sau khi cái giai đoạn tự ứng cử và đề cử xong, chính ban thường vụ với con sẽ kiểm lại những lá phiếu tự đề cử và ứng cử này để chúng con gọi điện thoại đến và xin sự chấp thuận để tên của các ứng viên này được vào danh sách bầu cử chính thức. Và ngày bầu cử sẽ là ngày 20 tháng 4, và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục nâng đỡ cộng đoàn, và chúng ta đặc biệt là cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đã chọn thêm để mỗi người chúng ta chọn ra được những ứng viên và tiếp tục con thuyền cộng đoàn Thánh Phêrô của chúng ta trong những năm tháng sắp tới. Một điều mà con nói cho vui thôi, nhưng nếu chúng ta thì đó là ý Chúa mà làm được, thì chúng ta là cộng đoàn thứ nhì trong cộng đồng quận Cam của chúng ta. Đó là giáo xứ của chúng ta có 4 sắc tộc nhỏ, mà mạnh nhất là sắc tộc Mễ, mà người trưởng của sắc tộc Mễ là một chị phụ nữ. Rồi kế đến mạnh hơn là người Việt của chúng ta, và kế đến là người Phi Lục Tân, mà người trưởng của sắc tộc này, một phụ của họ cũng là một người phụ nữ. Và sau đó nhỏ nhất là cộng đồng Indonesia Nam Dương, cũng là một chị phụ nữ. Con mới nói tiếu, không biết chừng Chúa linh ứng, hay nói năm na chúng ta cầu nguyện, biết đâu chừng chúng ta làm được một người chị phụ nữ khác làm chủ tịch của cộng đoàn Thánh Phêrô nhiệm kỳ sắp tới, thì chúng ta sẽ là cộng đoàn thứ nhì, tại vì chúng ta đã có được một chị chủ tịch rồi ở cộng đoàn Đạo Lý Sima. Đây nói vui thôi, và bỏ mỏ đó để chúng ta làm việc. Xin thưa quý bà và anh chị em, chúng ta biết là ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta rất phong phú, vì thế chúng ta nhiều khi chúng ta phải học những cái chữ lóng hoặc là cái tiếng nói ngày nay ở trong nước, và từ đó đưa sang Hoa Kỳ hoặc là hải ngoại, đặc biệt cái câu là hiểu được chết liền. Hiểu được chết liền ở đây làm sao chúng ta có thể hiểu được một Thiên Chúa là Cha, một người Cha gọi là nhân từ, mà trong bài đọc 1 lại mời gọi một người bố đi giết một người con ruột duy nhất của mình. Hiểu được chết liền, làm sao chúng ta hiểu được một sự thật mà khó có thể hiểu được. Và chúng ta kết thúc bằng một câu là đó là lời của Chúa. Rồi chưa nói hết, khi nói đến bài phúc âm, và trước khi chúng ta nghe đến chương số 9 này trong bài phúc âm trời tối hôm nay, thì con cũng xin mở một dấu mặt, và trước cái dấu mặt này để chúng ta liên tưởng. Thật sự ra Thiên Chúa của chúng ta gợi đến những thử thách trong cuộc sống đức tin của mọi người, để xem cho chúng ta có hoàn toàn ký thác và tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha nhân từ hay không. Và câu trả lời của đoạn cuối của bài đọc 1 đã có rồi. Ngài không nỡ làm điều đó, chỉ là một dịp để thử thách đức tin mà thôi. Nhưng bài tin mừng của chúng ta lại mời gọi Ngài không những chỉ nói đến Abraham là tổ phụ của đức tin và người con của Ngài là Isaac, mà một hình ảnh hoàn thiện hơn trong cổ ước, đó là Ngài gửi chính con một của Ngài, và tưởng chừng rằng là Ngài cũng giết con của Ngài, gửi con của Ngài xuống trần gian và để cho con của Ngài bị giết như là hình ảnh của Isaac cho bà cổ ước. Nhưng thật sự không dừng ở đó, tình thương của Thiên Chúa tiếp tục nói dài, và chúng ta nhận được tình thương đó và hiểu được tình thương đó với cái mầu nhiệm thập giá và mầu nhiệm phục
sinh mà thôi. Nhưng trình độ hôm nay đang trong tuần thứ hai mình chay, làm sao chúng ta lại đặt một câu hỏi và tìm một câu trả lời? Câu hỏi là đang ở trong tuần lễ thứ hai mình chay, mới tuần trước cùng với cha phó chúng ta nghe bài phúc âm và chúng ta đào sâu qua ba cơn cám dỗ của Chúa trong sa mạc, và tự nhiên ngày hôm nay lại nói về một cuộc biến hình ở trên núi. Như vậy cuộc biến hình trên núi này có nghĩa gì, liên quan gì tới mùa chay để mà giáo hội mời gọi chúng ta phải nghe cái bài này? Chương số 9 của thánh Marco, chương số 8 và chương số 7, hai chương trước đó có một cái điểm đặc biệt. Thánh Phêrô là người đại diện cho các tông đồ, đại diện cho các môn đệ, và chính Thánh Phêrô được tuyển chọn, và chính Thánh Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế. Và vì cái niềm tin của Thánh Phêrô và các tông đồ đang cao hứng mạnh mẽ như thế, cho nên Chúa Giêsu mới mượn cơ hội đó để nói với các tông đồ rằng các con đã tin Thầy là Đấng Cứu Thế rồi, thì các con phải tin thêm một điều là Thầy sẽ phải chịu đạn, chịu chết cơ thể, và ba ngày chết trong mồ Thầy sẽ sống lại. Nói cái đó xong, chúng ta nhớ không? Thánh Phêrô hết hồn. Thánh Phêrô tưởng là Thánh Phêrô làm một cử chỉ đẹp với Chúa Giêsu Kitô, ngài mời Chúa Giêsu Kitô ra một bên và ngài nói nhỏ với Chúa Giêsu Kitô, tại sao lại có điều đó? Thầy đừng nên làm những việc điên rồ như thế. Và Chúa Giêsu nói như thế nào? Lời con nói không phải là con nói đến từ Thiên Chúa, mà đến từ ma quỷ và sự sống của con người mà thôi. Chúa Giêsu Kitô loan báo mầu nhiệm thập giá cho các tông đồ, và mới có loan báo mầu nhiệm thập giá thôi mà các tông đồ đã hoảng sợ rồi. Vì thế Chúa Giêsu Kitô bắt được tâm lý điểm yếu chỗ này của các tông đồ, ngài mới kêu mời gọi ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên trên núi Tabor để biến hình. Biến hình là một nghĩa cử để thấy dung nhan của Thiên Chúa thể hiện nên một con người mang tên Giêsu Kitô. Ngài là một con người phàm, tưởng rằng là ngài sinh ra và chết như chúng ta, nhưng ngài có một thiên tính và vinh quang mà Thiên Chúa là Cha ban cho ngài khi ngài hoàn tất mầu nhiệm thập giá. Vì thế biến hình để củng cố lại niềm tin mà Thánh Phêrô mới vừa rồi là bị yếu đó. Cũng ba môn đệ đó, Phêrô vào vườn cây dầu trong đêm thứ năm trói thầy, còn Giacôbê chạy trốn, chỉ có một người duy nhất là Thánh Gioan ở lại cho đến chân thập giá cuối cùng với Chúa. Chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cao trào của niềm tin của chúng ta là cao hơn của niềm tin của chúng ta có đó, nhưng nhiều khi chúng ta chưa hiểu được. Nhưng để hiểu được thì chúng ta cần phải có một đức tin. Một đức tin đó là niềm hy vọng, một cái nhân đức hy vọng ký thác cậy trông vào Thiên Chúa, bất kỳ dù ở thử thách nào chúng ta đừng quá tuyệt vọng. Nếu tuyệt vọng rồi không còn cách nào để cứu thoát được nữa. Chúng ta phải đặt hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã tỏ cái vinh quang của Ngài cho chúng ta thấy, và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cùng vác thập giá với Ngài, để chúng ta như tinh thần của bài đọc 2, Chúa Cha hưởng công chúng con như thế nào thì mỗi người chúng ta vác thập giá của chúng ta trong mùa chay, thì đến mùa phục sinh và mùa phục sinh cuối đời của chúng ta cũng nhận được phần thưởng đó trên nước trời. Nhưng còn một điểm nữa con muốn mời gọi mọi người chúng ta, có cái niềm hy vọng đó rồi, đừng tuyệt vọng là tốt rồi, nhưng chúng ta phải thử thách chúng ta thêm một bước nữa, đưa cõi lòng của chúng ta và niềm tin của chúng ta thêm một bước nữa, đó là chúng ta hãy khám phá lại và chọn một cái điều tích cực, đừng chọn những điều quá tiêu cực. Chọn một điều nào đó, khám phá ra một điều nào đó là tích cực trong những lúc bị thử thách của đức tin, trong những lúc bị thử thách của đời sống đức tin,
Chúng ta đừng quá tuyệt vọng, chúng ta hãy ký thác vào Chúa. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta hãy tìm ra những điểm tích cực. Đâu là điều tốt, điều bất thường mà Chúa Giêsu gửi đến chúng ta qua những cái thử thách này, qua những cái thập giá này. Sau cùng, em xin kết một câu nói rất là hay của mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ nói rằng, trong cuộc sống của chúng ta đừng nhấn mạnh quá vào một điều phi thường mà chúng ta tưởng là chúng ta làm được để tỏ ra cái sự thánh thiện của chúng ta. Nhưng sự thánh thiện của chúng ta được thể hiện qua những nụ cười mà chúng ta nở rộ trong tâm hồn của chúng ta, những nụ cười mà chúng ta có được khi chúng ta đặt hết sự hy vọng, ký thác, chấp nhận và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa ở những lúc bị thử thách trong cuộc sống. Đó mới thể hiện được sự thánh thiện của mỗi người chúng ta, qua một nụ cười của đức tin, qua một nụ cười của ký thác niềm hy vọng và qua một nụ cười của chấp nhận và xin lỗi. Làm sao chúng ta nói rằng chúng ta có thể tiến đi trước Thiên Nhan Chúa Trời trong miền đất của nhân sinh nếu chúng ta không nở nụ cười của đức tin này?